Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ AP4Shop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái phiên bản hoàn toàn mới của 4Shop, đó là phiên bản 20.0. Thì thì thực tế nếu cái đầu câu hỏi đầu tiên mình nghĩ là sẽ xuất hiện trong đầu các bạn là ở cái phiên bản này nó có yêu cầu cấu hình hay không, thì thực tế đối với mình á thì CC2018 cho tới bây giờ á là nó yêu cầu cấu hình tương đối thấp, không quá cao, tức là CPU bộ xử lý 2.0 trở lên, RAM các bạn ở khoảng cỡ 2GB trở lên và không yêu cầu phải có card đồ họa rời. Vậy là các bạn thể trải nghiệm được phiên bản này cực kỳ dễ. Ok ha. Ok, chúng ta cùng vào video. Rồi, ok, thì thực tế là mình dự định là mình làm cái video này có lẽ là tối mai. Tuy nhiên là ngày hôm nay mặc dù đã khuya rồi nhưng mà sau khi mình đọc những cái thông báo của Adobe về cái phiên bản hoàn toàn mới này của Photoshop thì ok, mình bật dậy mình làm cái video này luôn cho các bạn review luôn. Thì ở đây á, ở đây mình chưa bấm update luôn, mình chỉ mới chỉ coi sơ qua về cái một vài cái thông báo của Adobe thôi. Đó, cũng như là một vài cái giới thiệu thôi và mình muốn trực tiếp trải nghiệm nó coi sao. Thì nếu như bạn nào các bạn chưa có bản quyền hay là chắc chắn là cái này chưa có thuốc đâu, cho nên là các bạn muốn coi thử coi nó có gì hơn thì hôm nay mình sẽ cho các bạn ha. Bạn nào đã từng mua cái của mình rồi, các bạn có thể thoải mái, các bạn remove all version luôn. Các bạn có thể thoải mái các bạn bấm mở cái Adobe Creative Cloud lên, các bạn bấm update và tự động nó sẽ update cho các bạn, rất là đơn giản nhẹ nhàng. Và chúng ta không cần phải click hay là thuốc thang gì khổ. Mấy cái này thì các bạn có thể lên fanpage của mình, có thể vô trong facebook.com/hoangphucphotoshop, các bạn sẽ ra ngay cái fanpage của mình đó. Thì trong này các bạn có thể PM trên cái đó, bản quyền chọn bộ Adobe của mình hiện tại là 1.980.000, khá là rẻ. Và thực tế một cái này sử dụng cho 1 năm nha, sử dụng cho 1 năm thì các bạn có thể thấy là chúng ta có rất là tiện cho cái vấn đề này. Có phiên bản mới bấm click một phát là xong thôi, chứ không cần phải nhọc công phải chờ có thuốc thang các thứ rồi ta mới được trải nghiệm rất là trễ. Cũng như là như bạn làm nghề thì có những chức năng có thể sử dụng ngay. Thì một cái bộ bản quyền như vậy, các bạn mua về thì cho một ly xăng, cái này đi cái ly xăng này đi theo cái account ha. Thì một cái account như vậy có thể login được cùng lúc là 2 thiết bị. Đó, cho nên là các bạn thể chia nhau mua cũng được. 1.900.000 thì 2 người chung tiền cho mua bạn, chẳng hạn bạn bè, chẳng hạn bạn thân nha, tại xài chung account đó. Thì nó sẽ đâu chừng đó 1.000.000 một người thôi. Thì thực tế nếu mà so giá với lại giá bán chính hãng thì nó rẻ rè thật. Cho nên nếu các bạn muốn trải nghiệm, các bạn thể PM trên fanpage của mình và hoặc là click vào cái này, nó sẽ có cái link để cho cái form các bạn click vô các bạn mua. Đây, bit.ly/lysangadobe, các bạn sẽ ra ngay cái trang của mình, khá là đơn giản. Và ở đây các bạn thể điền những cái thông tin để các bạn mua. Thì mình sẽ cấp mình sẽ hỗ trợ bên agency, người ta sẽ hỗ trợ người ta thêm cái ly xăng vô trong cái tài khoản của các bạn. Thì tài khoản nó chính chủ luôn, cho nên giống như mình đang xài chính chủ tài khoản của mình này. Đó. Đó, thì bây giờ mình chỉ đơn giản là update thôi. Các bạn thể để ý, ôi lần này Adobe nó chơi khá là lớn. Tại vì hình như nó thông báo gì đâu tới 11 cái phần mềm của nó có bản nâng cấp. Và trong số đấy mình thấy có cái Dimension là Photorealistic 3D thì khá là hay. Có thể là mình sẽ cài thử coi như thế nào. Ở hiện tại thì Lightroom Classic nó cũng có bản nâng cấp nữa. Tuy nhiên là thì đây bản nâng cấp của Lightroom Classic, các bạn thể thấy ở trong phiên bản 20.0 này á, hình như không phải 20.0 đâu, Lightroom nó hơi khác chút xíu. Tuy nhiên là chủ yếu thì nó filtering with Canon, có lẽ là bổ sung thêm một vài cái hỗ trợ file RAW mới thôi. Có phải muốn là single step HDR panel mode. Ơi, vừa có HDR vừa có panel mà bấm một phát thì nó sẽ chạy luôn, nó không cần phải chờ hay xử lý gì giống như lúc trước, khá là hay. Nói chung là lần này ở ngày 15, chính xác là ngày 15 tháng 10 thì Adobe người ta làm một cái bản nâng cấp khá là lớn dành cho toàn cục luôn, rất nhiều cái phần mềm của họ. Thì đấy, gọi là sơ lược qua ở trong cái trang mà giới thiệu cái chức năng á, thì người ta cũng liếc sơ qua một vài cái như Photoshop Portfolio, Photoshop CC cho iPad nè. Nói chung là cho điện thoại thông minh, cho iPad thì hiện tại mình nghĩ là nó hỗ trợ tốt hơn cho vấn đề là ở bút vẽ rồi một số cái giao diện, chủ yếu là về giao diện.
Đó, chủ yếu là về giao diện ở trên cái này thôi, không gì nhiều lắm. Thực tế là khi mà mình liếc sơ qua những cái bản nâng cấp này á, thì nó giống như là từ cái hồi CC 2018 tới giờ á, là nó thực tế nó thiên nhiều về cái những cái chức năng mà dạng như là dành cho designer hơn. Designer nha, không phải photographer nha. Có nghĩa là mình hiểu thì đa số những bạn mà coi cái YouTube của mình á là những người đi chụp hình, hoặc là đại khái là chụp hình, hoặc là các bạn muốn blend màu, các bạn muốn retouch hình á. Cho nên là thực tế là về cái chức năng nó không có nhiều. Ở đây mình cảm thấy cái review mà Adobe nó cập nhật cho mình á, thì mình hầu như mình chỉ thấy một cái chức năng mới nhất, đó là cái Content Aware Field. Thì bây giờ mình có thể điều chỉnh được cái awareness luôn, chứ mình không phải là giống như cái bản hồi trước ấy, mình hay nói, mình hay chửi ngu ở cái vấn đề mình hay chửi Adobe Photoshop nó ngu ở cái vấn đề là nó tự động chạy quá, cho nên là mình không kiểm soát được. Thì bây giờ Adobe nó ra được cái phiên bản này thì nó fix luôn cái vấn đề đó, tức là nó cho mình điều chỉnh luôn, khá là hay. Và lát nữa mình sẽ cái này có thể khá là nhiều nên mình sẽ làm cái video riêng. Rồi những cái này hỗ trợ khá là tốt cho những cái bạn mà làm mà cái gì rồi, album cưới á, cái frame, công cụ frame tool, frame khá là hay. Tức là nó không, mình không cần phải phụ thuộc nhiều vào layer mask. Thực tế mình thấy nó y chang layer mask thôi. Hoặc là nếu bạn nào đã từng làm cái đã từng sử dụng cái InDesign rồi á, thì mình nghĩ cái frame này nó y chang ở trong InDesign thôi. Photoshop bây giờ Adobe nó làm nó cập nhật quá là nhiều, và những cái mà mình nói đó chủ yếu nó thiên nhiều về hướng cho designer, thành ra là những cái tính năng gì của AI rồi InDesign bắt đầu thấy nó quảng dần dần vào đây rồi, nên là Photoshop nó cần hết. Đấy, okay. Thì còn khoảng 50% nữa thì mình sẽ skip nhanh cái đoạn này để các bạn mình vào nhanh cái app luôn nhé. Ok, thì đây mình đã cài xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình khởi động Photoshop CC phiên bản 20.0. Thực tế phiên bản nó khá là số cao phết ha. Ơi, cái giao diện này cũng đổi rồi nè. Cái hình này là của Ronan Ong, khá là ok. Tuy nhiên tại sao nhỉ? Đây là Photoshop mà, tại sao người ta lại đưa một cái tác phẩm nhiếp ảnh? Ý mà cái hình này đâu cần phải Photoshop đâu đúng không? Cũng ra được cái này mà. Có lẽ là Adobe nó thiên hướng về cái thực tế nhiều hơn, cho nên là đây, keyboard socket relay undo pin update to support to revert to the old socket edit keyboard. Rồi ok, đại khái là nó nói là mấy cái update to support multi undo, chắc là control Z đúng không? Để đảo ngược lại thì ý là xài cái socket cũ thì vào trong edit. Rồi ok, xong. Mình ưu tiên cái nào mới thì mình xài thôi. Rồi, đây là phiên bản chào mừng khá là khác, khá là lạ chút xíu. Vẫn là reset là những hình mình đã chỉnh thôi. Learn LR photo, có thể là Lightroom. À, thì đây là chính là cái sync Ronai của Lightroom photo này. Có nghĩa là mình điều chỉnh, mình chỉnh cái gì trong Lightroom á, thì ở đây nó sẽ hiện ra ở đây. Những cái hình mình chỉnh trong Lightroom nó sẽ hiện ra ở đây. Tuy nhiên là đây mình không có mở Lightroom trước đó, thành ra là ok thôi. Bây giờ mình sẽ mở một cái hình bất kỳ. Mình sẽ mở một cái hình bất kỳ để mình test thử cái giao diện này coi, của Ken Kaka đi. Mấy cái stock này của Ken Kaka kỳ này đang khá là hot, cho nên là ok, mình sẽ mở stock của Ken Kaka. Như là cái hình này là sẽ sử dụng blend bằng cái Pro Reset của mình rồi. Rồi ok, mình có cái Learn Photoshop Step by Step. Đại khái là những cái tutorial của thằng Photoshop nó làm sẵn để chúng ta học. Đại khái là anh em nào muốn học thì có thể vào đây quân luôn. Nhưng mà mình chắc ăn hơn, mình biết tiếng Việt thì mình có thể mua cái khóa học Photoshop CC của mình ha. Các bạn có thể lên các bạn search. Rồi ok, đây là giao diện đây, và ngay lập tức đập vào mắt mình là cái công cụ Frame Tool, khá là ok. Rồi giờ mình sẽ test thử coi là ở một số cái điều chỉnh của thằng này. Đầu tiên là Continue to Undo, có thể bấm Ctrl Z liên tục luôn, không cần phải Ctrl Alt Z nữa, Ctrl Alt Z.
nè, mình sẽ test thử coi ở sử dụng cái brush nè, xong cái mình sẽ bôi lên, bấm nhân đôi lên tùm lum này. Rồi bây giờ mình bấm Ctrl Z. Ok, tức là bây giờ các bạn có thể bấm Ctrl Z như bất kỳ một phần mềm nào khác và chúng ta không cần phải bấm thêm nút Alt, nút Alternate nữa ha. Bấm Ctrl Z thôi, không cần nút Alternate nữa thì mình nghĩ là cái điều chỉnh này ok, tại vì mình quen xài, đặc biệt là những bạn mới dùng Photoshop á, rất hay hỏi mình câu này. Tuy nhiên là cái này nó hơi khó khăn với những người mới dùng Photoshop. Thì là nếu giải quyết được cái này thì ok. Rồi, automatically commit change có nghĩa là ok. Có nghĩa là ví dụ như là commit change có nghĩa là mình bôi như vậy ha. Thì thay vì ở những phiên bản trước á, các bạn sẽ phải chọn cái này rồi. Đâu rồi. Mình phải dùng cái nào cho nó ok ta. Ctrl T đi. Rồi. Ví dụ như là ở cái transform như ở những cái phiên bản 19.0 trở xuống á, các bạn phải nhấn vào dấu tích ở trên này thì nó mới, sau khi các bạn crop xong á. Đó. Vậy crop xong các bạn phải bấm dấu tích trên này thì nó mới gọi đó. Đây là hiện chữ commit transform này. Còn bây giờ các bạn chỉ đơn giản là click ra ngoài hoặc là bấm nút enter thôi. Nó nhanh hơn nhiều so với việc là lần trước mình phải bấm cái nút ở trên đấy khá là nhỏ, và thực tế là nó cũng một phần gây khó khăn cho những cái người mới nữa. Thôi, nói chung là chúng ta có thể tắt chỉnh nhanh được đây. Text nè, crop nè, place, transform. Đó, khi bạn tạo một cái text nè, tạo cái crop, cái place có nghĩa là bạn chèn hình vô, và transform thì các bạn không cần phải để check vào cái dấu check nữa. Adobe bỏ luôn rồi. Ok, tốt. Rồi, transform the proportionally. cái lỗi này đặc biệt những người nào mới làm, tất nhiên không phải là mình trách, nhưng mà đại khái là chúng ta hay có cái kiểu mà chúng ta place vào trong, chúng ta bóp méo cái hình nhá. Tức là chúng ta resize cái hình mà chúng ta không có giữ phím shift. Không có giữ phím shift thành ra là nó bị bóp méo. Thì ở đây khi mình chỉnh đó, mặc định bây giờ chỉnh thì chúng ta đã ngay lập tức là chúng ta nó sẽ tự động nó giữ shift chúng ta luôn, nghĩa là đây nó có sẵn cái link như này rồi, nó giữ luôn rồi. Thì lần như ở hồi trước á, là nó không có dấu check như vậy, thì khi các bạn đưa ra nhiều người chúng ta hay có vấn đề là bị dẹp á, thì nó hơi kỳ một chút xíu. Đây mình test thử coi. Đó, tự động nó làm sẵn luôn. Thì đây khi mình giữ phím shift thì nó mới cho hình dạng nó thỏa. Tức là nó ngược lại so với hồi trước á, nó ngược lại so với hồi trước. Tuy nhiên là mình nghĩ là mình làm cái này thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà mình nghĩ là cái này nó hơi khó khăn cho những cái bạn mà mới dùng một chút xíu. Tại vì nó không đúng, nó không giống như là những cái biết trước giờ của các bạn. Thì nói chung là biết thôi, đại khái là transform cái hình thì ta cố gắng giữ phím shift ở những phiên bản trước ha. Còn như bây giờ thì nó ok, nó giữ nguyên cái form là nó không bị vỡ hình, nó không bị dẹp hình, nó không bị gì cả. Khá là ok. Double click chữ edit text. Ok, tức là bây giờ mình có thể viết chữ vào đây đúng không? Rồi, lorem ipsum. Mình sẽ để rồi. Click ra ngoài là tự động nó không có edit text nữa, như là chưa click ra ngoài cái nó. Rồi, okay, bây giờ double click này. Ok. Double click đúng không? Mình sẽ dùng move tool để mình double click thử coi. Rồi, ok, được. Cái này hay và rất là tiện. Tuy nhiên là có lẽ các bạn nhiếp ảnh sẽ thích cái chức năng này. Đó là mình có thể sử dụng những cái công cụ khác để chúng ta click đôi vào cái text. Đây, mình sẽ mở rộng cái text lên chút xíu. Quên, mình lại thói quen dưới phím shift. Ok, được rồi. Khi sử dụng bất kỳ cái công cụ nào khác, các bạn click đôi vào cái text thì các bạn có thể điều chỉnh được cái text đó luôn. Khá là ok và chúng ta không cần phải sử dụng lại, tức là phải click lại cái type tool để chúng ta mới sửa được text nữa. Ok, cái phiên bản này ok. Rồi, hai layer reference point. Cái này mình không hiểu lắm. Rồi, lock thử này. Rồi, ok, được rồi. Đại khái là mình sẽ có chức năng đó. Rồi, mình có thể sơ lược qua thử. Ví dụ mình muốn xóa cái kiếng này đi coi sao. Rồi, đây, chúng ta có Content Aware Field. Ok, thì bây giờ nó đã cho chúng ta nó có review luôn. Thì nó khá là ok. Thì bây giờ các bạn có thể thấy là chúng ta có thể chọn thêm cái vùng để là lấy mẫu nè. Để coi, làm sao để thêm vùng mà lấy mẫu ta.
đại hà. Đó, đại khái là mình nghĩ là nó sẽ lấy mẫu mẫu chính xác hơn chứ nó không có. Ok, cái này mình sẽ mò và mình sẽ làm tutorial sau. Nhưng mà đại khái tổng quan là chúng ta có những cái vấn đề mới, một số cái tính năng nhỏ nhỏ mới ở trong cái Photoshop CC 20.0 này. Mình không biết là người ta có gọi là Photoshop CC 2019 không, tại vì Adobe người ta chưa công bố chính thức. Tuy nhiên là đó là một số tính năng mới. Nếu như bạn muốn trải nghiệm và có thể làm theo ở những cái video sau của mình, ở những cái chức năng nó mới, chức năng lớn á, thì các bạn thể đơn giản các bạn chờ thuốc, hoặc là các bạn có thể mua gom chung với bạn bè hoặc là người thân để chúng ta mua một cái bộ bản quyền, share ở bên mình. Click vô inbox ở trên fanpage của mình để biết thêm thông tin. Nhớ like, share, subscribe. Và đó là tất cả nội dung về review sơ lược về phiên bản Photoshop CC 20.0 ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên là ủng hộ mình bằng những cái cách như like, share. Click cái chuông bên cạnh cái nút subscribe. Và mình sẽ gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.